Kính thưa quý vị và các bạn, tự như một bức tranh phá đặc sắc trên phông nền thời đại, những giá trị về văn hóa, truyền thống đã trở thành một điểm nhấn sáng chói mang theo âm hưởng dân tộc Vĩnh Hằng. Có lẽ vì thế mà hôm nay, khi đến với cuộc thi MV giới thiệu về nét đẹp văn hóa, truyền thống các dân tộc Việt Nam, tâm khảm tôi bỗng chốc dâng lên niềm tự hào thiên nhiên về những giá trị tinh thần được lưu giữ bao đời. Cũng tự như đối với người con quê hương Gò Công Đông, lễ giỗ tổ người anh hùng dân tộc Trường Định không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn là niềm tự hào dân tộc không thể phai nhòa. Gò Công Đông là huyện ven biển của tỉnh Tiền Giang, phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp thị xã Gò Công, phía nam giáp huyện Tân Phú Đông và huyện Gò Công Tây, phía bắc giáp huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Với ưu thế của hệ thống sông ngòi, có hai cửa sông lớn xoài rạp, cửa tiểu, thông ra biển Đông, có tuyến đê chạy dọc bờ biển dài 18,5 km. Giao thông vận tải cả đường thủy và đường bộ của huyện khá thuận lợi, khi cách trung tâm thành phố của tỉnh 41 km, cách thành phố Hồ Chí Minh 58 km. Kinh tế của huyện phát triển theo hướng nông ngư, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Trong đó, nông ngư nghiệp đóng vai trò chủ lực. Tốc độ phát triển kinh tế hàng năm khá cao và ổn định, bình quân tăng 10,5% trong 10 năm gần đây. Hiện đang có nhiều tiềm năng đột phá về thủy hải sản và công thương nghiệp. Vùng đất Gò Công, tỉnh Tiền Giang là nơi anh hùng dân tộc Trương Định nhận danh hiệu Bình Tây Đại Nguyên Soái do nhân dân phong, lập căn cứ cùng nhân dân chống thực dân Pháp. Đã trải qua 157 năm kể từ ngày Trương Định tuẫn tiết, người dân Gò Công vẫn luôn tôn kính người anh hùng dân tộc Trương Định và tổ chức lễ giỗ tổ tôn nghiêm hàng năm. Đây cũng đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của người dân xứ Gò. Di tích mộ và đền thờ Trương Định ở thị xã Gò Công được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận là di sản cấp quốc gia ngày 30 tháng 8 năm 1987. Còn đền thờ Trương Định ở xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 2004. Lễ giỗ anh hùng dân tộc Trương Định hàng năm đã thật sự trở thành ngày hội lớn và là nét văn hóa đặc trưng của người dân xứ Gò, thể hiện lòng tôn kính đối với vị anh hùng dân tộc Trương Định, sống trong danh dự, chết trong danh dự. Với giá trị to lớn đó, năm 2016, lễ hội anh hùng dân tộc Trương Định được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thông qua các hoạt động thờ và tổ chức lễ giỗ trọng thể hàng năm, chúng ta thấy được giá trị to lớn và sức ảnh hưởng sâu sắc về lịch sử, văn hóa, tinh thần của người anh hùng dân tộc Trương Định đối với người dân xứ Gò. Kính thưa quý vị và các bạn, điểm đáng quan tâm của huyện Gò Công Đông là dự án điện gió doanh nghiệp đầu tư hàng nghìn tỷ đồng được xây dựng thi công trên địa bàn các huyện Tân Phú Đông, Gò Công Đông. Và vào ngày 18 tháng 3 năm 2022, tại ấp Bà Canh, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, Công ty Cổ phần Năng lượng Điện gió Tiền Giang tổ chức lễ khánh thành nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2 và khởi công trên biển dự án điện gió Tân Phú Đông 1. Dự án điện gió Tân Phú Đông 2 được xây dựng trên khu đất khoảng 1.400 hectare tại địa bàn bờ biển thuộc xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, với vốn đầu tư trên 2.200 tỷ đồng, thời gian thi công 7 tháng, từ tháng 4 năm 2021 và đi vào vận hành vào tháng 10 năm 2021. Ngay sau khi nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2 đi vào hoạt động, Công ty Cổ phần Năng lượng Điện gió Tiền Giang đã khởi công dự án nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1 có công suất 100 MW với tổng vốn đầu tư là 4.465 tỷ đồng. Dự án được thi công trong khu vực có tiềm năng, năng lượng gió trên địa bàn tỉnh với nguồn cung cấp điện ổn định, hứa hẹn đem lại đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của hộ gia đình, doanh nghiệp và nâng cao tiềm năng phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Gò Công Đông. Kính thưa quý vị và các bạn, đến với vùng đất Gò Công Đông, không thể không nhắc đến loại trái cây đặc sản của nơi đây, đó chính là sơ ri. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về loại trái cây này nhé. Theo các nhà khoa học, sơ ri có nguồn gốc từ Trung Mỹ, sau đó nó được trồng phổ biến ở Nam Mỹ. Cho đến nay, chưa có tài liệu nào khẳng định chính xác thời điểm cây sơ ri được trồng ở Gò Công Đông. Nhưng có lẽ cây sơ ri có mặt ở vùng đất này đã lâu. Lúc đầu, sơ ri được trồng như một loại cây kiểng, bởi khi chín trái, sơ ri có màu đỏ rất đẹp.
một số nơi trồng tập trung hay trái bán như những loại trái cây thông thường khác. Về sau, người Gò Công Đông phát hiện trái sơ ri rất thích hợp với vùng đất này, với các đặc điểm như phát triển tốt, trái lớn, nhiều nước. Quả sơ ri khi chín mọng có màu đỏ cam hoặc đỏ sậm, có thể ăn tươi hoặc chế biến thành nhiều món như mứt sơ ri, rượu sơ ri, cocktail, nước ép sơ ri. Khi thị trường rất ưa chuộng, cây sơ ri đã được đưa vào các chương trình ưu tiên phát triển hai cây ba con của tỉnh Tiền Giang, trong đó đặc biệt chú trọng mặt hàng sơ ri tươi xuất khẩu. Lượng trái còn lại phục vụ cho việc chế biến các sản phẩm như rượu, mứt, si rô. Hiện tại, thị trường tiêu thụ của sơ ri Gò Công Đông đang rộng mở, giúp nhà vườn an tâm hơn về vấn đề đầu ra. Tuy nhiên, để có hướng phát triển lâu dài, thì người trồng sơ ri ở Gò Công Đông cũng như chính quyền tại sở cần xây dựng chương trình sản xuất bền vững, tiếp tục giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng nông sản, qua đó góp phần khẳng định thương hiệu trái cây miền sông nước trên thị trường trong nước và quốc tế. Kính thưa quý vị và các bạn, là người con của quê hương Gò Công Đông, tôi càng thấm thía được sự chuyển mình và đổi thay hết sức to lớn ở nơi đây. Gò Công Đông quê tôi đang từng ngày, từng giờ vươn lên phát triển để trở thành một vùng đất mới, nhiều cảnh đẹp và ngày càng đa dạng hơn. Nơi đây luôn mến khách, sống nghĩa tình và dung dị. Và ngày xa hơn nữa, nét đẹp của vùng đất Gò Công Đông rộng khắp mang nét đẹp đặc trưng không chỉ của quê hương Tiền Giang, mà còn xa hơn nữa là ngoài quốc tế. Là người con của Gò Công Đông, tôi thấu hiểu được vai trò to lớn mà bản thân phải ý thức trong việc mang nền văn hóa quê hương đến với tất cả mọi người. Hãy đến với Gò Công bằng nụ cười và niềm tin yêu của các bạn. Chúng tôi sẽ chào đón tất cả bằng một niềm nở. Hãy đến với quê hương Gò Công Đông bằng nụ cười và niềm tin yêu của các bạn. Chúng tôi sẽ chào đón tất cả một cách niềm nở và chân thành nhất.